xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh thiên đạo Đông phương và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết một cái file quản lý tài chính nói về thu hoặc chi các các cái khoản tiền mặt tiền gửi như các bạn thấy trên màn hình đây đây là một cái phiếu để chúng ta nhập liệu khi mà có phát sinh à, sau khi nhập liệu xong dữ liệu của chúng ta sẽ vào cái sheet data à, sau khi vào sheet data xong chúng ta sẽ có một cái sheet gọi là sổ quỹ để chúng ta kiểm tra được cái loại tiền À, từ ngày nào đến ngày nào để chúng ta ra một cái cái số quỹ tiền mặt như thế này giả sử như bây giờ mình ví dụ cho các bạn xem um, một cái ví dụ thì xưa ở đây thì mình sẽ ở đây data của mình là mình có hồi nãy giờ mình nhập có một vài cái nghiệp vụ rồi bây giờ mình sẽ nhập vào một cái một vài cái nữa giả sử như ở đây mình sẽ chọn là bidv loại thu số phiếu là bidv 001 ví dụ như thế diễn giải là thu tiền bán hàng À, số tiền của nhà là 5 triệu à, Ghi chú à, Ghi chú có thể mình bỏ qua cũng được Bấm lưu phiếu Thì cái phiếu đó nó sẽ chạy qua cái data Các bạn thấy không à, Và sau đó mình sẽ qua cái sổ quỹ Mình có thể là chọn bấm vào đây Để nó hiện ra user form Để chúng ta chọn ngày Giả sử như chúng ta chọn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 Bấm ok Để, Và ở đây mình sẽ chọn là gì BIDV Thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ lọc ra những cái nghiệp vụ mà chúng ta đã ghi chép liên quan tới tài khoản BIDV à, trong khoảng thời gian này. Giả sử như chúng ta chuyển sang một tài khoản khác, ví dụ như là tiền mặt. Đó, ở đây là gì? Việc công băng, ví dụ như không có thì nó sẽ báo là không có dữ liệu. Hoặc là chúng ta chọn lại tiền mặt. À, trong khoảng thời gian, ví dụ như từ ngày 12 đến 12, có nghĩa là trong hôm nay chúng ta bấm OK. Bạn thấy là nó đầy đủ những cái dữ liệu như là số dưới đầu kỳ, phát sinh, thu, phát sinh chi tổng cộng thu, tổng cộng chi và số dư cuối kỳ. Và bằng cái file này chúng ta có thể quản lý tài chính trong công ty hoặc là trong gia đình à, rất là tốt ha. Rồi chúng ta bắt đầu ngay bây giờ thôi. Mình sẽ mở file mới hoàn toàn, sau đó mình sẽ lưu lại luôn. Mình lưu lại với cái tên là 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 quản lý tài chính đi. Tài chính và đây các bạn lưu lại một cái file để nó lưu macro mình hay chọn là xlsp này sau đó bạn lưu lại. sẽ đầu tiên mình sẽ cho nó là một cái script khai báo như là đây là um, khai báo đi. khai báo ở đây chúng ta sẽ có là um, loại tiền. loại tiền trong công ty của chúng ta thường thì nó có tiền mặt, uh, tiền uh, tiền ngân hàng nhưng mà ở ngân hàng thì nó sẽ có nhiều loại tài khoản. Ở đây mình ghi là tiền mặt. Rồi ví dụ như là Vietcombank đúng không? Rồi BIDV ví dụ như thế. Đó. và mình cho người dùng nhập liệu tối đa bao nhiêu thì mình sẽ tô cái với... ở đây vì mình tô từ số 2 đến số số 11 đi ha, mình sẽ cho người dùng nhập tối đa là 10 mười dòng thì chúng ta sẽ tô như thế này để cho người dùng dễ biết ha. Rồi. Sau đó chúng ta sang một cái sheet nữa, sheet này gọi là sheet nhập liệu. Đúng không? nhập liệu thì cái tiêu đề của nó là nhập liệu thu chi. Chúng ta tên chỉnh lại cái phong Ở đây mình chọn cái phong là Arial đó. giờ lớn lên xíu. Ở đây mình sẽ cho cái cơ chữ là 14 rồi nhập liệu à, đầu tiên thì chúng ta sẽ có là gì à, loại tiền loại tiền đúng không rồi thứ hai nữa là là số phiếu tiếp theo nữa là ngày à, tiếp theo nữa là diễn giải tiếp theo nữa là số tiền à, và chúng ta thêm một cái cột phụ nữa là À, ghi chú để người dùng muốn ghi chú gì đó sau này có xem lại thì dễ nhớ ha rồi kéo ra đây là cái ô mà chúng ta sẽ nhập à, thì à, chúng ta chỉ cần bao nhiêu đây thôi thì ở phần bên đây chúng ta ẩn đi thì các bạn sẽ làm à, nhỏ cục c này lại để một cái dư dư một cục trắng nhà đẹp và chúng ta à, chọn cái ô này và giữ giữ phím shift control và dấu mũi tên qua để nó chạy đến cột cuối cùng và chúng ta phải chuột chọn hai đi ha đó rồi chúng ta để đẹp hơn thì mình vào là view mình bỏ cái grid line này đi Đó. và chúng ta sẽ nhập chúng ta cho kẻ ô cho cái này cho kẻ ô Đó. rồi bây giờ mình sẽ tạo ra những cái nút như sau cái nút thứ nhất là nút lưu lưu phiếu làm ghi là lưu phiếu mà mình chỉnh cái sếp này cho đẹp lại kích vô đây đầu tiên là mình chỉnh phong uh, cũng tương tự mình cho area luôn đó. và mình sẽ cho cái màu ví như màu này đi ha và cho cái đường viền nó không có đường viền nhá đẹp no outline mình chỉnh lại à, đậm này lô phiếu bây giờ mình cho thêm cái kho đi cho nó xanh điệu ha lô phiếu rồi canh giữa chúng ta còn kéo giữ gân tròn kéo thẻ ra thành một cái uh, Nút nữa mình ghi là xóa nhập lại rồi Nút xóa nhập lại mình cho cái màu hơi khác chút cho cái màu nó uh, cái màu nó hơi uh, này xóa nhập lại rồi tiếp theo chúng ta cần một cái sheet để lưu data chúng ta một cái sheet màu nữa gọi là data rồi trong sheet data thì nó cũng sẽ bao gồm tất cả những cái à, những cái cột chứa những cái chỉ tiêu như thế này đây mình cho lớn cái dòng ra cho nó đẹp ha rồi cho nó canh lên giữa rồi. data thì nó sẽ cũng sẽ có là loại tiền số phiếu ngày diễn giải thì chúng ta sẽ copy cái này nè copy sau đó chúng ta qua sheet data thả ra bên đây ví dụ như mình cho từ dòng số 9 đi thì dữ liệu nó nằm ở dòng số 10 giờ đi không phải chuột ở đây mình chọn là Pass special và mình chuyển thành là, là transpose nghĩa là chuyển từ cột sang dòng sau đó chúng ta vô đen từ A tới F chúng ta kích đúp vào đây để cho nó nó tự động có giảng rồi số phiếu này ngày ngày thì lớn hơn xíu diễn giả diễn giả thì cũng lớn nè à, số tiền ghi chú cũng lớn mình bỏ những cái uh, dấu hai chấm này đi những cái tiêu đề cột này không cần dấu hai chấm mình bôi đen từ cục a đến cục f như này bấm cần trên h trên bàn phím rồi ở đây uh, mình sẽ tìm cái dấu hai chấm bấm vô file watch mình chọn là hai nháy hai hai chấm và bấm relay ở dưới đây là không không điền gì hết bấm relay Đó, cách để mình làm nhanh nhưng mà khỏi con số từng ô rồi mình sẽ cái gì bôi này mình chỉnh lại đúng không à, trên đây mình ghi là tiêu đề là gì à, bản thu chi tài chính à, cái gì vậy đó. rồi mình sẽ nói cái ô này lại à, không cần nói cũng được bây giờ mình à, bôi đen như này mình không cần trộn ô như này mà mình sẽ làm một cách này các bạn cứ phải chuột chọn phục Excel mình cho ở đây là ở mình mình à, cái mục này mình chọn là này mình chọn là center cross selection bấm ok em không cần nói ô để sau này mình thao tác này dễ hơn ha. không cần nói ô mà cái cái này nó vẫn vào chính giữa sau đó mình chọn lại ô l một này các bạn thấy cái chữ này nó nằm ở giữa nhưng mà thật ra nó nằm ô a một mình có thể chỉnh rồi mình cũng chọn phong này luôn này, chỉnh chữ lớn lên cho nó là cũng là 14 rồi lớn lên chút đúng không tương tự những cái này à, không cần thì chúng ta ẩn nó đi cho đẹp à, nhưng mà trước khi mình ẩn á, thì mình sẽ quẻ ô chân này trước à, mình sẽ tạo ô chân này trước à, các bạn chọn là gì à, chọn này xong giữ cân trên ship bấm phím dấu mũi tên xuống thì nó sẽ nhảy tới xong cái dòng một triệu luôn này các bạn phải chuột chọn phục pasteo mình à, chọn folder à, mình chọn một cái đường viền nhưng mà cái viền đừng để đậm quá mình cho cái màu nó như này thôi đó mình vẽ hết ok rồi bấm lưu lại sau đó mình vào view read line à mình mở thì cái đường viền mình vừa vẽ nó vẫn còn nhưng mà cái đường lưới của excel nó mất rồi bây giờ mình sẽ ẩn cái này này giữ kích vào cột hát bấm cần trên với dấu mũi tên qua đó phải chuột chọn hai mình mình để cái cột g này để cho đẹp hơn thôi các bạn nhìn mình thấy đẹp này sau đó mình sẽ ẩn cái này đi mình kéo cột hai lên xíu rồi mình ẩn những cột còn lại Đúng không Rồi Tình dạng Cứ từ từ mình làm thôi ha Cho nó đậm lên Ok Nhiều khi mình muốn màu nữa Thì mình bôi đen cái này Mình cho nó một cái màu Đúng không Ví dụ như mình đây mình cho màu này đi Màu này đi Nếu mà màu này thì cái chữ nó không phải màu đen Nó xấu Mình chọn là chữ màu trắng Đó thì dữ liệu của chúng ta nó sẽ lưu vào cái sheet này đúng không? ở đây mình chặn cái tiêu đề là mình kích vào cái dòng 10 và mình chọn là view freeze pan đã mình kéo xuống ra yeah. rồi sau đó chúng ta chuyển qua cái sheet nhập liệu chúng ta viết code cho hai cái nút này để khi mà người dùng họ nhập liệu vào đây bấm lưu thì tự động nó sẽ chạy qua cái cái sheet data này đúng không? rồi, rồi chúng ta cho cái loại tiền để người dùng kích kích chọn ở cái cái sức khai báo này trong cái danh sách này đúng không rồi ở đây mình sẽ cho là gì à, data chọn vào ô này trước b 3 trước vô data data validation xong cái mình chọn ở đây là list và ở suốt này mình sẽ kích vào sức khai báo và mình chọn là tới cái vùng này nè bấm ok thì à, chúng ta làm một cảnh báo nếu mà người dùng là nhập sai bấm vào error left ví dụ như người ta nhập mà không có thuộc những giá trị trong mình đã quy định trước đó, thì sẽ bao lỗi ở đây ghi lại lỗi lỗi gì lỗi là vui lòng nhập từ danh sách à, đúng không rồi à, bấm ok. Nãy à, ví dụ như người dùng kích này chọn này tiền mặt này lỡ mà ví dụ như đánh một cái tài khoản gì không có đâu ví dụ việc tiêm băng đi đúng không enter thì trong cái danh sách này nó không có nên báo lỗi bắt buộc phải chọn từ danh sách này ờ như vậy mình ràng buộc lại mình ràng buộc cái điều kiện nhập để sau này mình xuất ra báo cáo đó, nó chuẩn chứ nó không bị sai ha nhiều khi người ta tự gõ nhưng mà người ta tự gõ tiền gõ mặt dư một khoảng trắng như thế này bấm enter thì cũng không được ờ, phải chính xác sau này phục vụ ở trong việc thống kê nó chính xác này số phiếu này là người dùng tự nhập ngày à, ngày này thì à, người dùng cũng tự nhập luôn ví dụ như hôm nay là mình nhập là ví dụ như ngày hôm nay là ngày 12 đi 11 đúng không tháng 4 năm 2021 đó, nhập như này nhưng mà để dễ thì mình sẽ canh giữa cái à, canh, canh phải cái ngày này luôn bấm này dùng nhập vào đúng không và chúng ta cần à, nên tạo một cái nút à, mình giữ ở trên copy cái nút này lên mình đặt cái nút này gọi là hôm nay đó, để chi để khi mà người dùng muốn nhập ngày hôm nay luôn á mà ở đây nó nó là ngày khác bấm vô nút hôm nay thì ở đây nó sẽ tự động nó chuyển sang ngày hôm nay luôn, nhanh luôn, à, Khỏi mất công phải nhập. Rồi. À, ở đây cái ngày hôm nay thì mình cho cái màu nó khác một chút đi, đúng không? Cái màu nào? Ví dụ như à, màu này đi, đúng không? À, diễn giải thì người nhà người dùng cũng nhập vào. Tuy nhiên thì diễn giải nó cũng nhiều khi nó sẽ cái dòng nó chữ nó nhiều cho nên chúng ta cho nó hai dòng đi. Đó. Và ở đây mình sẽ chỉnh nó grab test. Lý do là chi? Để khi mà người ta gõ dài quá thì để tự động nó, nó xuống dòng, đúng không? Thì ở đây mình cho nó hai dòng. Rồi, số tiền này là chắc chắn là số tiền nó là kiểu số rồi. Cho nên các bạn cứ phải chuột, chọn là phục Marcel. Rồi chọn vào number. Trong cái thẻ number này mình sẽ chọn là một number và ở đây mình sẽ cho nó ngang dấu ngăn cách hàng ngàn và cho nó là không không số thập phân. Đó, bấm ok để khi người ta nhập ví dụ như nhập 200 ngàn enter thì nó là 200 ngàn tương tự à, chúng ta cũng cho số tiền là nằm bên phải đi nên là bên trái đi ha à, ghi chú à, ghi chú thì một dòng được rồi ha à, lưu nhập lại rồi mình chỉnh lại cái tiêu đề đây cũng tương tự mình phải chuột chọn là phục Excel ở alignment mình chọn là cái mục này ok đó nó nằm nó canh giữa rồi cái này mình nhỏ lên xíu đúng không tương tự ví dụ đây muốn chọn màu cũng được cái này chọn cái màu này đi và chọn màu màu trắng khi mình chọn màu trắng là nhìn sang liền đúng không à. chúng ta lưu lại để xíu nữa lỡ có sự cố lưu lại này, các bạn biết mình làm tới đây mình quên cái gì không mình quên một cái rất quan trọng đó là loại phiếu À, loại phiếu mình mình đang làm phiếu thu chi trên mục xích mà mình quên cái loại phiếu rồi Như vậy mình chèn ở đây phải chuột mình insert mỗi cột một cái dòng nữa mình ghi là loại phiếu à, không thể nào quên loại phiếu được nha rồi chúng ta um, bôi đen cái ô này chúng ta dùng phục máy enter để chúng ta quét lên này cho nó nhanh đúng không loại phiếu thì nó sẽ có loại phiếu là thu và chi như vậy thì trong khai báo mình sẽ ghi là ở đây là loại phiếu à, loại phiếu nó chỉ có hai loại thôi thu mình viết thường đi ha chi à. tương tự thì mình vào đây mình cũng cho là data data là validation mình chọn ở đây mình chọn cái list sau đó vào suột mình cái list sụp là mình khai qua cái sức khai báo này mình body hai này chỉ có hai loại thôi mà đúng không rồi Để người dùng kích chỗ đây chọn thu hoặc là chi Như vậy thì trong cái sheet data mình cũng chèn lại Chèn một cái Chèn mỗi cột nữa đúng không Chèn mỗi cột nữa Là đây là loại phiếu Loại phiếu Rồi Chúng ta cũng tương tự chúng ta cũng kể ô cho thằng này Vào folder ghe chưa 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 được chưa được này chọn vào đây này ok rồi chúng ta tô cái màu của cái tiêu đề này lên cho nó nổi nó, mình tô màu này chọn là màu này này từ tự mình cũng tô màu cho cái cái này luôn phục máy và tôi vào đây và mình chỉ chỉnh lại cái này cho nó canh giữa và mình sẽ cho con số 1 cho bình thường lại sau đó bấm con trên số 1 và chỉnh lại là center rồi ok loại phiếu này phải có loại phiếu mới được không có loại phiếu là là trật hết loại tiền số phiếu ngày diễn giải số tiền ghi chú rồi ok ha thì dụ như ở đây à, mình thu bấm vô đây chọn thu ở đây ghi là thu tiền về chai đúng không rồi ghi chú là à, thu đã thu đủ đi ví dụ như vậy rồi người dùng bấm vào lưu phiếu thì toàn bộ cái lưu phiếu này là sẽ lưu vào cây sheet data này đúng không thì bây giờ mình sẽ viết code cho nó các bạn cũng mở là cửa sổ developer chọn visual basic hoặc là bấm phím an f11 này chúng ta sẽ nhỏ cửa cửa sổ VBA này lại à, mình chèn cho nó một cái module insert module Đầu tiên là chúng ta viết cái nút hôm nay này trước đi Chúng ta gán vào cái, cái nút hôm nay này Thì ở đây bấm khi bấm vào nút này thì nó sẽ ra là ngày hiện tại Đó. Thì ở đây mình sẽ ghi lại sub là ngày hôm nay Hôm nay là gì? Range của Range của OA gì? OB B6 bằng B6 chấm value sẽ bằng là dead Đó đây là hàm dead là, là nó lấy ra hiện tại nó giống như hàm today trong excel rồi đó không? rồi chúng ta copy rồi phải chuột vào cái sếp này chúng ta assign macro gán nó vào còn trên v bấm ok đó, ví dụ như ở đây đàn xó đúng không bấm hôm nay đó, truy cập nhanh ngày hôm nay đó. rồi chúng ta bấm vào lưu, lưu phiếu sub lưu phiếu à khi mà bấm vào đây thì chúng ta cần phải xác định cái dòng cuối để nó ghi dữ liệu vào đây. Và trong sheet data này, chúng ta đi một cái biến LR, Slow gọi là biến dòng cuối á, dòng cuối. Này, chúng ta sẽ tính LR sẽ bằng là sheet sheet gì? Ở đây chúng ta sử dụng là with sheet data luôn đi ha tại vì chúng ta sử dụng nó nhiều lần cho nên chúng ta dùng width để cái code mình nó ngắn hơn end width bằng là gì bằng chấm ren của cột nào thì thông thường thì cột nào cũng được tại vì dữ liệu ở đây thì nó đều nhau chứ không có cột nào thừa cột thiếu chỉ có cột ghi chú nó có đôi lúc có đôi lúc không tương tự viên dạy cũng thế còn những cột này ví dụ mình lấy cột uh, ở đây mình sẽ lấy cột a đi ha là phiếu A và rau chấm khâu chấm in mở ngoặc x chấm rau rồi nó ra dòng cuối rồi tuy nhiên thì chúng ta không có ghi dữ liệu vào cái dòng cuối này mà chúng ta ghi à, nếu mà tính ở đây tính ra dòng cuối thì nó sẽ ra dòng số 9 đúng không tại vì ở đây dòng cuối cùng này từ cuối cùng chúng ta bấm control dấu dấu mũi tên lên thì lập tức nó nằm ngay cái ô a chín này nhưng mà chúng ta không ghi ô và OA A9 mà chúng ta ghi ô A10 như vậy thì nó sẽ cộng thêm một cái dòng ở dưới đây, cộng 1. Rồi. Bây giờ chúng ta ghi vào nè, chấm ren của gì? Cái sheet data chấm ren của A A10, A và LR. chấm value sẽ bằng sẽ bằng sheet nhập liệu. Đây là loại phiếu đúng không? Là B3. bằng xích mở ngoặc và nhập liệu chấm ren của b3 chấm value à, tương tự như vậy thì chúng ta copy xuống chúng ta copy xuống chúng ta dán ra nhiều ô xong chúng ta sửa lại ở đây a và r thì ở đây là b ở đây là c d e f g đúng không? B3 nó là loại phiếu chúng ta ghi chú vào đây. Chúng ta nhớ ghi chú vào loại phiếu. Là sau này chúng ta có chỉnh sửa gì chúng ta nhìn vô chúng ta phát hiện được ngay ha. À, B3 tiếp tục là B4, B5, B6, B7, B8, B B9. Ở đây loại phiếu thì tiếp theo nó là gì? Loại tiền. Ở đây là gì? B5 là số phiếu. B6 là ngày. Và diễn giải. Tiếp theo là số tiền. Và cuối cùng là ghi chú. Đó. Vì chúng ta thử hay xem ha. bây giờ số phiếu là ví dụ như là à, phiếu thu là T0001 đi. Để người dùng nhập từ động nhập số phiếu tùy chọn của họ chứ mình không có cho cái số phiếu chạy tự động à, chúng ta gán là copy cái sức lưu phiếu này chúng ta phải chuột chọn là sai macro rồi cần v ra bấm ok rồi. bây giờ chúng ta lưu thử nha t001 đúng không chúng ta bấm lưu phiếu rồi đó các bạn thấy nó đã lưu qua đây rồi không Lò phiếu này bằng canh canh dưỡng này luôn cho nó đẹp canh dưỡng này trên dưới này thì nó đang nó chạy cho nên nó phải chỉnh lại chút rồi loại phiếu thu loại tiền là tiền mặt số phiếu ngày diễn giải số tiền thì cột số tiền này mình sẽ cho nó là à, tương tự kiểu số phải chuột chọn phục sale và mình chọn là number chọn number và ở đây mình chọn số không không số thập phân và ngăn cách hàng ngàn bấm ok này được chưa rất đơn giản bây giờ mình à, giả sử mình nhập là gì T2 đi Bấm lưu phiếu một lần nữa à, Nó sẽ chạy qua data nè à, T2 ra yeah, Rất ok không? Theo ý của mình luôn Kệ nó mình cứ chỉnh này cái tiêu đề từ từ chỉnh sau cùng ha huh? à, Sau khi lưu xong thì chắc chắn nó sẽ xóa nhập lại rồi Cho nên là ở đây nó xóa trắng cái cái, cái này không? thì ở đây mình sẽ viết cho cái cái sub cho cái nút xóa nhập lại luôn ở đây mình viết một cái sub là xóa nhập lại xóa nhập lại là gì with sheet không cần phải with sheet luôn mà mình ghi là sheet là phiếu chấm range của từ ô nào từ ô b3 cho đến ô H... b3 đến b9 B3 2.B9 chấm là clear content đúng không rồi và sau đó mình sẽ cho cái ngày để nó thành ngày hiện tại luôn là shift là phiếu mình copy xuống rồi range của ô là b6 b6 chấm value mình cho là bạn delete luôn, à, và mình sẽ copy cái uh, số xóa nhập lại trên đây, mình dán xuống đây. để sau khi nó chạy hết cái shop này nó chạy tiếp với số này nó sẽ số trắng. À, ví dụ như ở đây mình cho là phiếu T03, à, bấm lưu phiếu. à lỗi chỗ nào rồi? b 32 À, chúng ta lỗi chỗ cái tên ship này không phải là phiếu mà là nhập liệu ha, hay nhầm. chúng ta cứ đúp vào ở đây, Ctrl C, sau đó mở cửa sổ này, bấm Ctrl V, Dạ. Yeah. À, chúng ta lưu lại xem sao bấm lưu phiếu, rồi. thì nó sẽ lưu vào đây và nó sẽ xóa đây, ok ha. rồi à, như vậy cái việc lưu thì được rồi, mình copy cái xóa nhập lại này mình à, phải chuột mình gán vô cho cái nút xóa nó nhập lại này luôn bấm ok. cái việc mà lưu dữ liệu thì ok rồi nhưng mà chúng ta cần phải một cần một số cái ràng buộc để khi mà nên là trong quá trình mà người dùng sử dụng á nếu mà họ quên à, nhập những cái, cái, cái những về những cái ô này này thì nó sẽ không cho lưu và sẽ thông báo như vậy thì chúng ta sẽ tạo một số ràng buộc ở đây trên đầu này ha. nếu nếu cái gì nếu cái ô loại phiếu loại phiếu thì chắc chắn phải nhập rồi không thể không nhập được nếu ô loại phiếu chúng ta đặt cái cái data lên trên cùng luôn để mình còn tận dụng ha đây nếu chấm ren của ô ô nào ob b ba chấm value mà bằng nếu ô b ba bằng bằng rỗng luôn khỏi value thì thì nó sẽ thông báo một cái cái thông báo gì nó cho lên một cái message box là bạn chưa nhập loại phiếu loại phiếu phải và cho cho cảnh báo là VB đây sau đó nếu mà chưa nhập loại phiếu thì con trỏ chuột tự động nó nhảy vào ô làm loại phiếu cho người ta chọn luôn như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chấm ren của B3 chấm select luôn ha sau đó mình sẽ exit luôn không chạy nữa này chưa ví dụ như ở đây mình đang để trỏ chuột ở đây đâu mà bấm lưu này lưu phiếu này nó hiện, hiện nếu chưa nhập lời phiếu nó sẽ thông báo như này bấm ok thì tự động à, uh, 3 select à, lúc nãy mình nhầm một cái chỗ nhầm rất là tai hại ở đây đây mình đang tương tác trên sheet uh, nhập liệu mà nó phải sheet data đó đúng không anh à, chỗ đây sai rồi chúng ta copy chúng ta dán lại trả về vị trí của nó ở trên đây chúng ta là quý sheet, uh, sheet, nhập liệu đúng không đôi lúc mình làm có nhiều cái mình cũng bị rối theo ở đây là Enrich ở dưới đây chúng ta tương tác vào sheet data cho nên chúng ta mới quyết sheet data còn đây chúng ta đang tương tác ở sheet nhập liệu mà ở đây mình phải quyết sheet nhập liệu thì có ở đây mình sẽ cho vào một xíu Đúng không mình mình ghi ghi chú vào đi ghi chú là một nhỏ là ràng buộc điều kiện rồi ở đây là hai nhỏ nếu mà không ghi chú vào nhiều khi mình, mình uh, viết, viết một hồi uh, mình bị hoa mắt chóng mặt khi mình nhìn bị nhầm ha uh, ghi dữ liệu vào data Đó. rồi ở đây sẽ nhập liệu đúng không bây giờ mình thử lại này bấm đang ở, ở ô số tiền ha bấm lưu phiếu nó báo lỗi đúng không ok thì tự động nó sẽ chọn lại là cho mình là là loại phiếu để người dùng có chọn ha uh rồi tiếp tục à, loại tiền loại tiền thì cũng sẽ cũng sẽ phải nhập chúng ta copy chúng ta dán xuống à. ở đây chúng ta ghi chú vào đi đây. đây là loại phiếu chịu khó ghi chú để sau này mình nhìn nó dễ hơn ở đây là gì ở đây là loại tiền ở đây B, B4 chứ không phải B3 B4 và ở đây là B4 bạn chưa nhập loại tiền đó, tương tự chúng ta copy xuống chúng ta sửa lại thôi. À chúng ta ở đây chúng ta không có width nữa. Không có width và end width nữa. Đó, mà nó nằm chung trong cái width và end width này luôn. Được chưa? Rồi à, chúng ta copy. Thẳng này dán xuống. Ở đây là gì? Số phiếu. Số phiếu cũng bắt buộc. Tương tự ở đây là B5. B5. Bạn chưa nhập số phiếu rồi tương tự chúng ta copy, mình sử dụng chiêu thức copy path thôi. ở đây là b 6 bạn chưa nhập ngày, đây là ngày b 6 bạn chưa nhập ngày. rồi tiếp tục cái gì nữa số tiền nữa, diễn giải thì không cần, đôi lúc diễn giải không cần ha, hoặc là nếu mà các bạn có ràng buộc cái diễn giải thì chúng ta cũng sẽ chọn diễn giải luôn ví dụ như ràng buộc diễn giải này rồi bây giờ là b 7 b 7 bạn chưa nhập diễn giải đôi khi mình cái diễn giải của mình cũng sẽ còn tương tự số tiền số tiền chắc chắn rồi số tiền không không thể là không không nhập được là b 9 A à, b 8 đây là diễn giải ha ở đây là số tiền đó b 8 bạn chưa nhập số tiền rồi ok ghi chú này không không bắt buộc rồi bây giờ nhà loại tiền nhập loại tiền bấm lưu thì số phiếu chưa nè nó ghi bạn chưa nhập số phiếu nè bây giờ số phiếu ví dụ như t không một đó ngày nhập rồi diễn giải chưa nhập số tiền bấm lưu chưa nhập diễn giải ví dụ như là thu tiền vi chai vi chai ví dụ thế bấm lưu chưa nhập số, à chúng ta chưa sửa lại, chưa nhập số tiền ở đây Rồi, bấm lô phiếu Số tiền ví dụ như 300, 200 ngàn à. Tuy nhiên thì nó có một vấn đề nữa là Cái số tiền này nó phải là bằng số Chứ không được bằng chữ Nếu như, như người dùng nhập số tiền là như này Enter thì không được à, Ví dụ như một chữ như thế này Enter thì không được thế Nghĩa là lưu là không được cho nên chúng ta phải ràng buộc làm sao, có nghĩa là ràng buộc cái ô số tiền nó phải là bằng số. như vậy thì chúng ta thêm một cái ràng buộc nữa. chúng ta copy cái này xuống, chúng ta dán và chúng ta sửa lại cho anh nhanh. nếu à, ở đây là à, chúng ta sẽ sử dụng là y it của cái ô cái A8 này. nào, y it có nghĩa là kiểm tra ô này B8 này có phải là bằng số hay không. nếu mà cái cái này bằng false đúng không? FA LSE. Nếu mà bằng phone là kiểm tra là số tiền bằng số này. Nếu mà cái này nó sai, không phải là số thì chúng ta sẽ nhập một cảnh báo là gì? Bạn nhập sai kiểu số tiền. Bạn nhập sai. Nhập sai số tiền. À lúc này cái ô B8 nó sẽ select và cho ô B8 bằng rỗng để người dùng nhập lại nó bằng rỗng, bây giờ sau đó exit sub luôn, ra yeah. ví dụ bây giờ mình sẽ vào xin nhập liệu, giả dạ, sử nhập số tiền như này bấm lưu phiếu, Nên là bạn chưa nhập số tiền bấm ok, thì đây bằng rỗng ha, cho người dùng nhập lại, được ra bấm lưu phiếu, ok, thì sau khi lưu lưu phiếu xong đó, thì nó sẽ có một cái message box để nó thông báo cho mình, Mà message box là gì, đã lưu phiếu rồi và sau khi lưu phiếu xong thì chúng ta kết hợp với lưu cái cái file này luôn chúng ta sẽ cho là risk workbook chấm self ra yeah. ok là chúng ta lưu cái workbook nó lại ha bây giờ chúng ta giả sử chúng ta chọn nè loại thu này loại tiền ví dụ như mình cho nó là tiền mặt đây à, thu thu năm trăm ngàn à, số phiếu số phiếu nó là t ví dụ như thế nhập diễn giải là thu tiền bán hàng số tiền là 5 triệu Đó, ghi chú, à, khỏi cũng được bấm lưu phiếu à, để lưu phiếu ha, thông báo, rất là chuyên nghiệp làm vào đây mình xem như vậy là việc lưu đi dữ liệu đã xong, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái một cái sổ quỹ để nghe chúng ta xuất ra báo cáo chúng ta tạo một cái sheet mới chúng ta đặt cái sheet này gọi là sổ quỹ và trong cái sổ quỹ của chúng ta thì À, trong trường hợp này mình làm cái sổ quỹ nó khác với cái cái form của nhà nước một xíu nha à, Mình chỉ cần những cái cột đơn giản thôi Mục đích là để chúng ta thêm báo cáo thôi Chứ nội bộ thôi chứ không có gửi ra ngoài Cho nên là chúng ta làm cái báo cáo nó đơn giản hơn à, Ở đây chúng ta ghi là sổ quỹ Sổ quỹ tiền, tiền mặt Chúng ta cũng chọn phong cho nó Chọn area và ở đây mình sẽ chọn là cơ chữ 14 chúng ta sẽ gồm có những cái cột như sau đầu tiên nó là cột số số phiếu và tiếp theo nó là ngày à, chúng ta làm theo cái cái data này cho dễ ha um, số phiếu rồi tới tới ngày đúng không chúng ta cho nó nằm ở cột mà cột số số 8 đi số 9 đi dữ liệu chúng ta dán ra cột số 10 à thông thường thì mình khi mình làm phơm mình chừa một một vài dòng như thế này để chúng ta sau này chúng ta bổ sung gì nó dễ thôi chúng ta khỏi chèn dòng khi khi mà chúng ta một khi chúng ta chèn dòng chúng ta phải sửa có lại rất là tốn thời gian số phiếu rồi ngày ở đây nó sẽ là diễn giải và ở đây cột này nó là thu tiếp theo là cột chi và cuối cùng nó là cột à, ghi chú hoặc là không cần ghi chú cũng được chúng ta cần, cần theo dõi thu chi thôi là chúng ta sẽ co giãn cột cho nó vừa thu chi Rồi. ở đây chúng ta sẽ canh giữa cái này và tiếp theo nó ở đây nó sẽ là từ ngày từ ngày bao nhiêu đó đến ngày bao nhiêu đúng không hàng xíu nữa mình sẽ lập trình cho cái ô này đây, mình chọn thì nó sẽ hiện thị ra tiếp theo là ở đây là chúng ta sẽ cho cách ô như là tài khoản À, ví dụ như tài khoản 111 đi 112 thì khi người dùng kích vào cái tài khoản nào thì nó sẽ hiển thị diễn giải cho cái à, cái số liệu của tài khoản đó như vậy thì ở tại ô tài khoản này chúng ta cũng làm là data validation để nhanh thì mình sẽ copy bên đây qua đây này loại tiền này như ta copy qua chúng ta dán qua này cho lẹ không khỏi làm lại ví dụ như loại tiền là tiền mặt đi cho tiền mặt hoặc là tiền việc công băng Hay là đây mình tô đậm ở đây rồi còn bao nhiêu dòng nữa chúng ta sẽ ẩn đi ok chúng ta canh giữa này và cho nó đậm lại rồi chúng ta tương tự ở bên này nó bị dư đúng không chúng ta kéo ra chúng ta cũng ẩn từ cột đó tới cuối cùng thì nó chỉ còn cái phơm của chúng ta thôi chúng ta vào là grid line, chúng ta bỏ đi và chúng ta sẽ vẽ kẻ ô cho nó, thì ở dưới đây chúng ta chưa vội kẻ ô. để xíu nữa dữ liệu tới đâu thì chúng ta sẽ sử dụng là conditional formatting để chúng ta vẽ, chúng ta vẽ kẻ đường, kẻ đường theo cái, cái cái giới hạn của dữ liệu. ha ví dụ dữ liệu dài tới đây thì chúng ta chỉ kể tới đây thôi. À, chúng ta chưa vội kẻ trước nha. ở đây thì mình ghi là số tiền thu rồi ở đây là số tiền chi chúng ta lớn cái cột này ra lớn cột số tiền ra số tiền thu và số tiền chi à, đầu tiên nó sẽ có là số dư đầu kỳ rồi đó số dư đầu kỳ nghĩa là khi mà chúng ta chọn từ ngày nào đến ngày nào chắc chắn nó sẽ có là số dư đầu kỳ ở chỗ đây à, ví dụ như mình chọn ngày 1 tháng 4 thì chắc chắn ở đây nó có số dư đầu kỳ của ngày 1 tháng 4 ha à. chúng ta cho tô đậm cái này lên và số dư đầu kỳ nó sẽ nằm ở trong cái này thì mình sẽ nói HO này lại nói HO lại ví dụ như số dư đầu kỳ là 10 triệu đi đó chúng ta định dạng nó là kiểu kiểu số phải chuột cần, cần trên số 1 và chúng ta chỉnh lại number giống như lúc nãy ha à, là cho số này cái số đó dưa đầu kỳ thì cho nó đậm và cho nó lớn hơn so với cái à, cái số bình thường rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng à, VBA để chúng ta trích lọc ra chúng ta trích lọc ra cái à, danh sách cái dữ liệu liên quan tới những cái à, chỉ tiêu sau đó là từ ngày đến ngày và loại tài khoản như vậy thì chúng ta sẽ có ba à, cái điều kiện mà chúng ta lọc tuy nhiên thì trước khi lọc thì mình sẽ làm cho cái ô này từ ngày, ngày này đến ngày này trước cái này ha bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái form để cho người dùng click vào đây để người dùng à, có thể là chọn nhanh ngày chứ không cần phải gõ bây giờ mọi người hãy cùng mình tạo một cái user form để chọn ngày nha mình sẽ ở đây mình sẽ chèn một cái insert một cái user form lên thì kỹ làm này nó cũng mất thời gian đó. các bạn chịu khó ngồi theo dõi ha À, đầu tiên là chúng ta tạo một cái user form nó sẽ gồm là từ ngày cho đến ngày thì khi mà người người dùng kích chọn như vậy á, thì bấm ok thì nó sẽ ra cái cái chỗ từ ngày đến ngày đây luôn ha à. chúng ta sửa sửa lại cái nem này là form chọn ngày và cái cách xanh này mình ghi là chọn thời gian Rồi. cái cái nền này mình cho màu trắng cho nó đẹp chúng ta chọn là background là màu trắng và chúng ta sẽ vẽ ra cái gì là từ ngày rồi chúng ta sẽ chỉnh phong cho nó vào cái mục phong này ta sẽ cho nó là đậm cơ chữ là khoảng 10, 12 đi và phong nó là Arial chúng ta nên đồng bộ phong vào cái phần mềm của mình để cho nó dễ nhìn bấm OK từ ngày hình như cái phong nó bị nhầm rồi phong nó là phong đây Ủa, ok chờ đậm chút mình vô đây mình chọn đậm Được yeah. nha chúng ta sẽ copy cái này ra chúng ta ghi lại đến ngày rồi rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ một số cái test box để cho người dùng chọn Thì ở đây mình sẽ cho nó là cái combo box đi Mình sẽ chọn là một cái combo box để người ta kích chọn thôi Chứ không người ta không mất công phải gõ Ở đây mình sẽ chọn là Đây combo box này Nó vẽ ra Nào chúng ta kéo xuống đây đi Rồi cái đây là ngày Kéo ra tháng và kéo ra là, là năm đúng không mình cho cái này nó dài ra chút ngày tháng và năm năm thì bốn số cho nên mình cho dài hơn chút nữa rồi chúng ta sẽ chỉnh sẽ chỉnh cái phong chữ dân này luôn mình chọn là cái một phong này các bạn chỉ kích phong này và sẽ chọn nó là cơ chữ 12 giống như cái giống như cái này này cơ chữ 12 cho đạm luôn bấm ok rồi À, mình à, ở và cái cái này mình sẽ cho nó là gì copy xuống mình copy xuống từ ngày đến ngày sau đó mình sẽ có một cái nút OK ở đây comment button thì là OK. À, để Khi mà người ta, người dùng kích vào người ta chỉ cần chọn ngày chọn tháng chọn năm đây bấm OK thì tự động ở đây nó sẽ hiển thị là từ ngày nào đến ngày nào đúng không? chúng ta sẽ vẽ một cái textbox text box ở trên này chúng ta diễn giải ra không phải text box mà một cái label Rồi à, trên này chúng ta ghi là từ ngày ngày rồi cho cơ chữ nó khoảng 10 đi mười một đi ha ngày rồi chúng ta cắt cái cách, cách ra cách thủ công được nhanh mà tháng rồi cắt ra năm để khi người dùng người, người ta nhìn vào người ta biết được cái ô cái ô đó là cái gì đúng không rồi, ngày tháng năm chúng ta kéo xuống tới để xác xuống chút rồi ok chưa đây ta chỉnh lại một chút chúng ta chỉnh phong cho cái nút ok à, bắt mình cho màu trắng đi cho nó đẹp rồi phong ở đây là mình sẽ cho nó lớn chút cho 14 đi và cho đậm ok dạ yeah. từ ngày đến ngày đây mình cho cái màu nó sẫm chút đừng cho đen quá đen quá ít đẹp hiểu không rồi bây giờ mình sẽ nhập khi mà người dùng kích vào thì ở đây nó sẽ hiện là từ ngày ngày 1 cho tới ngày 3, 31 tháng ở đây cũng vậy năm ở đây cũng vậy đến ngày cũng tương tự ha như vậy thì bây giờ mình sẽ tạo trong cái sheet khai báo này mình sẽ cho nó là ngày tháng năm chúng ta khai báo một cái cái số dữ liệu để chúng ta đưa vào những cái combo box đó vì từ ngày ngày thì nó sẽ có 31 ngày chúng ta nắm ở đây chúng ta kéo xuống cho là series à, 31 rồi tới 32 này dư chúng ta xóa đi đó và chúng ta không đặt ở đây luôn chúng ta bôi đen cái 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 dữ liệu chúng ta vừa tạo là chúng ta ghi là ngày không? dữ liệu ngày đây chúng ta ghi là dữ liệu ngày enter tháng thì sẽ có 12 tháng cho nên ở đây chúng ta ghi là một hai chúng ta copy 12 tháng này qua luôn khỏi cần gọi lại copy dán qua và chúng ta cũng đặt cho cái name này nó là à, dữ liệu tháng tương tự Năm thì ở đây bắt đầu năm 2021. Chúng ta cho khoảng 15 năm đi ha, chúng ta kéo xuống. Chúng ta cho càng nhiều càng tốt chứ không, không sao hết, từ 2021 cho đây rồi. 2050 đi. 20 2050. Rồi chúng ta cũng cho cái vùng này là dữ liệu năm. Ok chưa? Rồi chúng ta đặt name ren rồi bây giờ chúng ta trở lại cái user form của mình Để trả chuột ở đây mình sẽ ghi các bạn kéo xuống cái vùng mà cái 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 chỗ mà à, rau suột á Đây đây Chúng ta kéo xuống cái đây mình kéo này lên nè ha Đây phần rau suột này Thì ô này nó là nó là ngày cho nên chúng ta ghi là dữ liệu ngày Bấm Enter bây ra Đây là dữ liệu tháng Tương tự rau suột này Cái vùng này mình ghi là dữ liệu tháng ở đây là gì dữ liệu năm đây là dữ liệu năm đó, tương tự ở dưới này cũng thế dữ liệu ngày đây là dữ liệu tháng tiếp theo nó là dữ liệu năm đó, tương tự mình làm từ thôi kiên trì à, tại làm không mềm nó không nhanh phải lâu như đó rồi sau đó chúng ta sẽ đặt đặt tên cho những cái combo box này để xíu nữa mình à, viết viết lời mình gọi cho nó nhanh đúng không ở đây mình sẽ ghi là gì các bạn đặt cái chỗ nem của nó này kích vào đây chọn nem mình ghi sẽ ghi là từ ngày ở đây mình sẽ ghi là từ tháng anh em sẽ ghi là từ năm. Đây yeah đến ngày thì mình ghi là đến ngày, đây là đến tháng và đây là đến năm. Rồi ở đây mình ghi là cmd ok rồi ok bây giờ mình bấm play like thử mình xem thử nha đó bây giờ người dùng có thể kích vô chọn được rồi nè à nhưng mà cái số trong này nó hơi nhỏ ta đúng không số hơi nhỏ thì mình sẽ sửa lại lớn chút rê chuột chúng ta bỏ đen này và chúng ta chỉnh vào cái mục phong này chúng ta nhớ nó là 10, 14 đi 16 đi bấm ok và cho nó cái phong cái phong là area luôn chúng ta làm trả đồng bộ ha ngày bấm ok rồi bấm play thôi xem bấm play rồi ok à nhưng mà cái phong trong này phong nó hơi hơi kỳ một chút mình sẽ chỉnh lại cái phong phong đây là phong uh, bon nè đó ok rồi để mà người dùng có thể kích vào đây nó sổ ra, ra danh sách luôn á thì các bạn sẽ bôi đen và ở dưới đây mình sẽ cho cái kiểu nó cái kiểu nó là gì mình kéo đây ra, ra lớn chút À, các bạn kéo xuống cái kéo xuống cái mục dưới đây này cái kéo xuống cái mục style này các bạn chọn như mình là uh, drop down list ha à, bấm dưới đây để khi mà kích vào thì khi mình trỏ chuột vào ô này á cái chính giữa này mình kích vào thì nó sẽ sổ ra danh sách cho người dùng chọn ra lệ chứ không cần phải có kích vào mũi tên đó là sự khác nhau của hai style nha à, kích vào đây và chọn được rồi bây giờ chúng ta đã có cái user form rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi số phim user form lên bây giờ ở đây chúng ta sẽ vẽ chúng ta vào insert chúng ta vẽ một cái xếp bao quanh cái vùng à, chọn ngay này Đó. và chúng ta chọn cho nó là không không màu không mùi lỏng không màu không đường viền ha à, đây và chúng ta sẽ gán cho nó à, chúng ta viết một cái macro gọi cái form này lên chúng ta vào cái module 1 module một chúng ta viết sub là gọi form ngày chúng ta ghi là Um, form chọn ngày chấm so và chúng ta copy cái này chúng ta dán qua không ok Đấy, khi người ta khi người dùng kích vào bấm luôn vào nút này nó sẽ hiện form để chọn ngày này cho nhanh à, từ ngày đến 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 ngày xong bấm ok cho nhanh bấm ok thì ở đây nó sẽ hiện ra là từ ngày nào tới ngày nào đúng không đó nhưng mà khi mà người dùng kích vào đây thì trong cái uh, user form này nó sẽ hiển thị ngày tháng trước như vậy thì chúng ta sẽ viết một đoạn code như sau trước khi mà trước khi mà nó hiển thị lên đó, thì uh, những cái uh, những cái uh, những cái combo box này này nó phải có giá trị ví dụ như năm thì nó chắc chắn là nên nên nó là năm hiện tại rồi à, ví dụ ở đây mình chọn năm hiện tại đúng không thì ở đây mình sẽ cho như sau mình sẽ làm như sau form à, width mình ở đây mình cho là width form chọn ngày để cho nhanh ha width form chọn ngày ở à, đây là end width rồi chúng ta đưa lên trên và chúng ta đưa cái chấm số này vào đây rồi tiếp tục bây giờ trước khi mà cho cái form chọn ngày này hiện lên thì chúng ta sẽ ghi cho là từ ngày sẽ bằng À, từ ngày nó sẽ bằng là gì? À, bằng Bằng hàm đây Của Của ngày hiện tại Rồi Chấm đến ngày à, Từ tháng chứ Từ tháng Là bằng là hàm manh Của Của data Của ngày hiện tại Rồi Chấm À, từ năm bằng year của năm hiện tại là dt luôn à, tương tự với là gì đến đến ngày chấm đến tháng chấm đến năm tương tự chúng ta cũng bằng là gì bằng date nè bằng đây nè bằng tháng bằng năm đó, khi mà người dùng kích vào đây, à, ở đây là unit mình hay hay nhầm với enyip quen rồi, à, ở đây mình sẽ chọn là gì bấm vô, thì các bạn thấy là nó hiện thị cho mình trước, mình chỉ cần chỉnh thôi, ví dụ như là từ tháng 3 kích chưa đầy tháng ba, bấm ok, đó bây giờ thì mình viết mình viết cái nút viết code cho cái nút ok này nữa, để khi mà đưa ra ngày tháng thì nó, nó hiện thị ở đây, thì ở đây mình sẽ làm như sau này mình sẽ mượn một cái ô nào ngồi đây đi ví dụ mình mượn cái ô m 1 và n 1 để mình ghi là đây đi ví dụ như là m 1 nó sẽ là từ ngày n 1 nó sẽ là đến ngày để chúng ta đưa ngày tháng ra đưa ngày tháng ra để chúng ta kết hợp đưa vào cái ô ô này cái ô này ha rồi bây giờ mình sẽ đưa như sau mình viết có cho cái nút ok như sau à, range của m 1 chấm value sẽ bằng là gì chúng ta dán cái từ ngày ra, ra cái ôm m 1 này còn đến ngày ở n 1 thì ở đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ bằng là gì bằng chúng ta sẽ dùng một cái hàm dead series rồi trong đây là à, từ ngày phải từ tháng phải từ năm À, phải có chấm value mới đúng phải có chấm value value từ tháng chấm value từ năm chấm value này tương tự như thế tương tự với n 1 một chúng ta copy cái này xuống để chúng ta sửa lại cho nó nhanh n 1 sẽ bằng là đến ngày tương tự đây là đến tháng và đây là đến năm rồi bây giờ chúng ta bấm thử nha chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn là ngày từ ngày 12 tháng 3 đây bấm hai bấm ok đó thì các bạn thấy là ra này thấy không đã ngày 11 tháng Ê, hình như là bị sai rồi không đúng để em coi thử 12 tháng 4 2021 12 tháng 4 2021 Bị sai ha Đây là 11 tháng 9 2017 là sai rồi Giờ chúng ta sửa lại coi Nó bị sai chỗ nào đây À không phải Ở đây là cái hàm này Death series này á Nó sẽ là từ năm trước Năm tháng ngày chứ không phải là tháng ngày năm à, Mình bị nhầm Từ ngày Đó từ năm trước từ tháng rồi đến từ ngày rồi chúng ta thử lại coi nha giờ không trật nữa đâu 12 tháng 3 đến 12 tháng 4 bấm ok thì yeah, giờ ok uhm, sau khi mà bấm đưa vào rồi anh anh lót mi đi anh lót mi giờ thử thử lại coi từ 12 tháng 3 đến 12 tháng 4 bấm ok à, quá chuẩn rồi từ hai cái ô m và n này chúng ta sẽ đưa vào cái cái này từ ngày đến ngày như vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái định dạng như sau bằng um, chữ từ ngày hai chấm à, không có hai chấm cách ra một cái và cái ô này ô này và chúng ta và tiếp là cách ra một cái đến ngày rồi cách một khoảng trắng và ô này giờ bấm enter các bạn thấy là từ ngày chúng ta chọn từ ngày đến ngày mà ở đây nó hiện con số thì chúng ta chúng ta ở đây chúng ta thêm một cái hàm test vô ở đây chúng ta thêm một hàm test các bạn nhìn thấy cái thanh công thức formula này nha chúng ta đưa một hàm test vào đây test của m 1 phải mở nhớ kép đây đây sạc man man sạc ye ye ye. dia tương tự đến ngày cũng thế chúng ta cho làm test vào hàm test là một cái hàm mà định dạng theo cái, cái 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 cái, cái, mẫu mà mình mong muốn á à, các bạn hình dung là như vậy là được à dd sẹt man man sẹt dê dê dê, dê. đóng ngoặc lại enter yes à mình còn sai chỗ nào nữa đây hàm test m 1 à thiếu ở đây mình thiếu cái đóng dấu đóng ngoặc rồi đóng ngoặc Rồi, ok được chưa? Từ ngày 12 tháng 3 đến 12 tháng 4. Giả sử bây giờ mình chọn lại coi. À từ 12 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 đi. Đó, à, bấm ok. Chưa đúng. 12 tháng 12 tháng 3, 10 tháng 12 tháng 1. Hay chọn từ ngày 1 tháng 1 đi. 2021 đến 12 tháng đến 31 tháng 12. Tháng 12 2021. Rồi, bấm ok dạ yeah, chuẩn quá chuẩn ha thì ở đây mình sẽ cho nó cái chữ nhỏ một xíu mình sẽ cho nó chữ in nghiêng rồi cho nó cái này à, như vậy thì chúng ta vừa làm xong cái um, cái chọn ngày à, làm cái chọn ngày mình cho người dùng họ bấm vô đây họ chọn cho lẹ chứ không cần phải nhập vào thì chúng ta sẽ chọn cái này và sau khi chúng ta làm, ta làm xong rồi chúng ta ẩn cái này đi đúng không cái này là ok rồi ẩn đi cho nó đẹp phải chuột chọn hai rồi nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nhiệm vụ lớn nhất của mình là mình sẽ viết code làm sao để cho nó lọc ra được à, dữ liệu theo là từ ngày à, từ ngày đến ngày với lại loại tài khoản nó dán ra đây sau đó giả sử nó nó dán ra bao nhiêu dữ liệu đây rồi nó sẽ có là số dư cuối kỳ ở đây kỳ à, và nó sẽ lấy cái đầu kỳ này nó cộng cái tổng tiền thu sau đó nó trừ tổng tiền chi và nó ra sẽ ra số số dư cuối kỳ ở đây Được chưa đó, đây là cái nhiệm vụ cuối cùng của mình trong cái sổ thu chi này. là chúng ta cứ từ từ mà chúng ta giải quyết thôi. Bây giờ chúng ta vào một cái module, chúng ta sẽ viết một cái sub. Đây là sub quan trọng là sub lọc báo cáo, lọc sổ quỹ đi, mình gọi là lọc sổ quỹ. Ừ. Đầu tiên thì chắc chắn là mình sẽ đưa cái mảng này vào rồi. Cái mảng là từ A cho tới dòng cuối cùng, chúng ta đi một cái biến chúng ta đi một cái biến là à, IRR. cái này là mảng data đi một cái biến nữa nghĩa là, là kết quả Đây à, là mảng kết quả Đó. chúng ta sẽ đi một cái biến LRS à, lr s long là để là tìm dòng cuối của data chúng ta khai báo một biến y s long để là làm à, biến chạy trong vòng lập rồi biến a s long là cái biến à, biến kích thước mạng mạng kết quả rồi ok bây nhiêu thế thôi bây giờ mình sẽ làm tới đâu mình sẽ khai báo, biến tới đó ha chúng ta sẽ ghi là with sys data Đây là anguid này à, chúng ta sẽ tìm dòng cuối trước lr sẽ bằng là chấm ren của à, cột a chấm rau chấm uh, in ở à, trên đây có mà Nên mình lên đây mình copy cho lẹ cho tại sao mình phải làm lại đúng không đây chúng ta copy chúng ta dán xuống cho lẹ cho mất gì làm lại rồi chúng ta sẽ gán rr bằng là à, range của từ cục a từ các bạn thấy là bảng data của mình là từ a 10 đúng không chọn là a 10 cho tới cái cái cột cột nào cột g à, cột g chúng ta không, không, không dùng cột g tới cột f thôi tại vì cái bảng sổ quỹ của chúng ta không có cái cột quý chú đó, đúng không ở đây mình sẽ chọn là từ cột A cho tới cục F thôi cục F và LR chấm value và có chấm value nha sau đó chúng ta redeem cái mạng kết quả luôn đi mạng kết quả là 1 2 u bao u bao của của cái gì à, một 1 bao của mạng RR và 1 2 true... tới bao nhiêu cột bây giờ mình phải tính này À, cái mảng data của chúng ta các bạn thấy là nó có là một hai ba bốn năm sáu bảy nhưng mà cái mảng kết quả của chúng ta là khác mảng kết quả của chúng ta là gì một nè số phiếu hai ba bốn năm như vậy thì ở đây cái mảng kết quả của chúng ta chỉ có năm thôi một chu năm rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vòng lập y nè bằng một chu u bao của rr phẩy một next y chúng ta lưu cái file này lại đi đúng không thì chúng ta viết tiếp mình vừa làm vừa lưu chứ không thì lỡ máy nó cúp điện thì nó mất nữa mất công hồi nãy giờ mình làm ở đây mình sẽ khai báo tiếp một cái biến nữa à, ở đây mình thiếu từ khó đêm rồi đêm cứ mỗi lần xuống dòng là các bạn phải đêm còn nếu mà các bạn khai báo mà trực tiếp qua bên này luôn á cứ nghĩa là các bạn khai báo biến dài luôn á thì các bạn không cần phải đêm Tại vì ở đây mình xuống dòng để mình mô tả cho các bạn thấy nè. Vì chúng ta sẽ đi một cái biến là từ ngày S với dạng là ngày date phải đến ngày S date và một cái biến DK S à, poly biến DK này là nó dạng là true or false đó. Bây giờ chúng ta ở dưới đây chúng ta sẽ gán cho từ ngày từ ngày này bằng giá ship số quỹ chấm ren m1 lúc nãy chúng ta gán đúng không m1 chấm value tương tự đến ngày chúng ta sẽ gán cho cái on1 n1 đến ngày à, và chúng ta đi một cái biến nữa gọi là biến loại tiền loại tài khoản hay là loại tiền đi s string loại tiền đó là biến chủ chữ ở đây là ô b4 đúng không chúng ta ghi là loại tiền bằng nhà bằng xích số quỹ tương tự ở đây luôn mình copy xuống chấm ô b4 rồi bây giờ à, chúng ta sẽ cho cái dk dk sẽ bằng là dk sẽ bằng là gì Um, à, không phải chúng ta phải cho dk nằm ở trong vòng lập mới đúng tại vì chúng ta đang so sánh dk sẽ bằng là rr phải mở ngọt chúng ta đang so sánh là từ ngày này là cái data này nè oh, từ ngày này có nghĩa là chúng ta đánh số thứ tự ở cái, cái bảng này chúng ta cho chúng ta dễ ha chúng ta chọn số 1 ở đây chúng ta kéo qua bên đây thì cái ngày nó sẽ là ARR của cô cột thứ 4 Như vậy thì ở đây là ARR của Y phải 4 Phải lớn hơn lớn hoặc bằng từ ngày N ARR Y phải 4 Nhỏ hơn hoặc bằng đến ngày N của DRR bây giờ tới tiếp tới số tiền số tiền tới loại tiền loại tiền đó là thứ hai mà loại tiền nó sẽ bằng ô b 4 này mà b 4 nó là số là lúc nãy mình uh, khai báo với loại tiền đúng không r của a của y phải phải hai đúng không cột loại tiền đó là số 2 loại tiền là số 2 sẽ bằng là loại tiền đó. chúng ta cho dk bằng tổng hợp ba cái điều kiện này sau đó chúng ta sẽ ghi là dưới đây là nếu dk bằng bằng chu thì đen. Sau đó chúng ta nếu bằng chu thì chúng ta sẽ lọc, lọc ra điều kiện, đúng không? Nếu cái dưới, nếu cái điều kiện này nè. Chúng ta ghi vào nếu điều kiện đúng. Đây là điều kiện để lọc kết quả. Yeah nếu mà điều kiện này đúng nếu điều kiện này đúng thì thì sao thì chúng ta sẽ đưa vào mạng kết quả này à, thì chúng ta sẽ cho a bằng a cộng một có nghĩa là chúng ta căn tăng kích thước à, dữ liệu của cái mạng kết quả lên ở đây nó sẽ là kết quả a phẩy một sẽ bằng à, các bạn lưu ý là cái cái bảng kết quả của chúng ta nó là là cái vùng này nè thì số đầu tiên của nó cái a, cái kết quả một này cái cột đầu tiên nó, nó sẽ là số phiếu như vậy thì số phiếu nó sẽ nằm ở cái cột thứ ba cột thứ ba của của cái mảng rr đúng không mảng rr nãy là mình chọn là từ từ a cho tới f mà thì ở đây nó sẽ là gì rr mở ngọt y phẩy ba bây giờ chúng ta ghi chú vào đó là số phiếu tiếp tục à, tới ngày ngày thì nó sẽ là cột thứ 4 thì ở đây chúng ta copy xuống chúng ta dán ra A2 này bằng cột số số 4 đây là ngày tiếp theo à, diễn giải diễn giải nó là cột thứ 5 giờ thì chúng ta copy xuống đây dán ra chúng ta dán ra nhiều xong rồi sửa ra nhanh 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Đủ ha Thì ở đây Tiếp theo nó là Diễn giải thì nó sẽ là Cột thứ bao nhiêu Quên rồi Diễn giải nó là số 5 3, 4, 5 ừ, Diễn giải Rồi Bây giờ tới số tiền Đó bây giờ tới số tiền nè à, Số tiền thì ở đây Các bạn thấy trong data của mình á Là thu với chi Nó sẽ nằm chung một cột Tuy nhiên thì sang số quỷ á tuy nhiên xem số quỷ như này thì nó sẽ nằm hai cột, nó tách ra hai cột. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ diễn giải này chỗ này. Chúng ta sẽ đặt if chỗ đây. Nếu nếu mà rr y phải một mà bạn bằng thu đen else and if nghĩa là nếu mà cái cột thứ nhất của cái mảng rr đây này, cái cột này bằng thu thì chúng ta sẽ đưa cái số tiền là ở cột thu và cột thu mà cột thu nó là cái cột số 4 của cái cột kết quả đó như vậy thì ở đây à, kết quả mở ngọt a 4 bốn mạng kết quả a 4 sẽ bằng là gì A,R,R y y bao nhiêu cột số tiền đó là y y đúng không cột số tiền đó là 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 cột số 6 còn ngược lại nếu mà nó là chi thì ở đây nó sẽ đưa vào cái mảng kết quả mà cột số 5. Được chưa? Đó. Rồi. Như vậy thì qua cái vòng lập từ for tới từ next như này, nó sẽ lọc ra cho, cho chúng ta được một cái mảng kết quả nó thỏa mãn cái điều kiện này. Đó, sau đó chúng ta sẽ ghi là output. Sau khi lọc xong chúng ta sẽ ghi là output. Chúng ta sẽ, sẽ dán ra cái à, dán cái, cái cái mạng kết quả này ra trong cái phiếu xích thu quỹ số quỹ này. Được chưa? À, hồi nãy giờ mình à, mình đang à, mình à, nãy ví dụ thu chi thu không mà bây giờ chúng ta ví dụ chi đi ha. Chúng ta làm một cái sơ cái phiếu. Loại phiếu là phiếu chi, loại tiền là à, tiền mặt đây, số phiếu C001. Diễn giải là chi tiền mua vật tư. Số tiền là 5 triệu ghi chú ghi chú, ghi chú khỏi đi bấm lưu phiếu rồi chúng ta đã có phiếu chi rồi hả? bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bây giờ chúng ta chạy code bút thì sao? bút thì nó dán ra cái từ cái ô nào? Ô A, A11 này đúng không? Bắt đầu từ A11. Như vậy thì ở đây là sheet. With sheet luôn. Chúng ta with sheet của nhập liệu à, của số quỹ. Sheet, sheet số quỹ. Rồi, à, with. À, để như, để cho mà không bị lỗi ví dụ như a khi mà tìm không ra kết quả nào mà nó bị lỗi thì nếu mà a bằng không có nghĩa là không tìm ra kết quả nào thì khi nó tranh khi nó dán ra như này thì code nó sẽ báo lỗi cho nên chúng ta sẽ ghi lên yếu a lớn hơn không thì thì sao thì chấm ren lớn không như l không, thì ren của A11 chấm chấm gì chấm resize của à, resize A phẩy mấy cột 1 2 3 4 5 5 cột đúng không? 5 cột. chấm value bằng lại gì? bằng kết quả. Được chưa? Rồi giờ chúng ta chạy thử nha. Chúng ta sẽ lọc từ ngày à, từ ngày 12 tháng 4 đến 12 tháng 4 ngân hàng BIDV à, 12 tháng 4 ok chúng ta sẽ làm một cái nút lọc ở đây à, nút lọc ở đây à, lọc sau đó chúng ta gán cho cái à, à, cái sub lúc nãy là chúng ta viết này copy dán qua đây à, sau đó chúng ta bấm lọc xem bị lỗi À chữ DRR không phải D Mình hay quen chữ DRR ha Sai Rồi bấm lọc thử Ngân hàng BIDV thì chỉ có một một phiếu thôi Bây giờ mình sẽ Giả sử mình chọn tiền mặt đi Chọn tiền mặt Bấm vô đây chọn tiền mặt Bấm Đó các bạn thấy là gì Các bạn thấy là ở đây là gì Thu này Đây là những phiếu thu nó sẽ dán ra nè Còn phiếu chi Số tiền này sẽ nằm ở bên này Các bạn thấy không Ở đây nó sẽ có là 24 à, 5 cái phiếu thu và một phiếu chi chúng ta kiểm tra hôm nay sẽ xem sao ha 2, 4, 5 phiếu thu này 5 phiếu thu tiền mặt này và một phiếu chi như vậy là kết quả nó đúng rồi chúng ta chỉ cần định dạng lại cái cái cột tiền này thôi chúng ta định dạng cột tiền à, thì số quý tiền mặt thì mình cho tối đa là 5.000 dòng đi Chúng ta bấm Ctrl G Chúng ta bấm A 5.000 Ok Và chúng ta cho chúng ta ẩn từ cái 5.000 này ẩn trở về xuống còn trò shift với dấu mũi tên xuống chúng ta phải chuột chọn 2 để cho cái bảng mình nó gọn hơn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ định dạng tiền cho hai cột này chúng ta bôi đen hai ô này xong giữ cần trên shift và bấm dấu mũi tên xuống xuống cuối cùng là xuống tới ô năm ngàn bấm cần rồi chúng ta bấm cần trên số 1 chọn là align chúng ta chọn number thẻ number và chọn ở đây à, theo cách là giống này đúng không? Rồi Ok, như vậy thì kết quả chúng ta được bao nhiêu đây? Thì cái bảng này lúc này, hồi nãy mình vẽ, bây giờ mình bỏ cái quẻ này đi. Mình bỏ mình bỏ cái kẻ đường này đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác là làm sao để dữ liệu chúng ta trải ở tới đâu thì cái đường nó vẽ tới đó cho cái bảng mình đã đẹp chứ mình không vẽ sẵn. Nếu không vẽ sẵn như này rất là xấu nha. Mình vẽ như này là rất là xấu này. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái, cái định dạng có điều kiện trong Excel để chúng ta vẽ thì à, ở đây chúng ta bôi đen từ trên xuống dưới này cần tròn chúng ta chọn A11 ở đây cần tròn dấu một tên xuống A à, tới A5000 chúng ta sẽ vào là gì chúng ta kéo lên đi kéo lên đây chọn là conditional Formatting chọn là manage chọn là new rule và ở đây mình chọn là use a formula được chưa này ở chỗ đây mình sẽ bằng đặt ra chuột vào trong này mình bấm bằng nếu mà cái cái này là có dữ liệu nè khác hai chấm à, khác rỗng á hai nháy khác hai nháy đúng không và mình sẽ cố định cục a lại và mình không cố định cục ừ, số 11 nếu mà cái này mà nó nó khác rỗng thì chúng ta sẽ kẻ đường gì nó các bạn bấm vào phục mát này rồi vào cái mục border sau đó chúng ta sẽ kẻ đường tại vì cái phiếu này chúng ta có thể in ra cho nên chúng ta kẻ đường thật là đen nha chọn đen nhất nhưng mà bấm đây bấm ok à đúng rồi apply đó rồi có nghĩa là khi mà nó dữ liệu nó trải tới đâu thì kẻ ô tới đó thì nó mới đẹp được ví dụ mình chọn là gì à, bidv đi hồi nãy có một dòng nữa bấm lọc à quên nữa trước khi mà mình dán dữ liệu ra trong excel của mình thì mình phải xóa hết này đi chứ đúng không chúng ta thiếu một cái bước rồi cho nên khi mà chúng ta lọc cái BIDV nó có một kết quả thẻ đè ở đây mà nó chưa xóa cái dữ liệu dưới đây thì dữ liệu của mình của mình đã bị dư đó, phải chuột chọn là Excel macro chọn edit trước khi làm thì mình phải xóa đi chấm ren của từ A11 cho tới E A11 2.E mình cho E tới 65.000 đi cho dư dư một chút ha chấm clear content rồi chúng ta thử lại coi nha. Bấm lọc nè. Đó, một dòng. Đây mình chọn tiền mặt. Bấm lọc nè. Đó, được ra Rất đơn giản ha. Việc công băng bấm thử không có. Đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục xử lý những vấn đề khác. Bây giờ mình chọn lại tiền mặt đi ha. Bấm lọc. Nhiệm vụ của mình bây giờ mình sẽ có hai vấn đề cần xử lý nữa đó là chúng ta xử lý cái số dư nợ đầu kỳ và cái số dư nợ cuối kỳ nợ đầu kỳ thì dễ rồi nhưng mà cái số dư nợ cuối kỳ này nè đó nên cái này mới khó mới, mới đang giải bây giờ mình sẽ tạm thời mở cái cột này ra để cho nó lộ cái cái từ ngày và đến ngày để mình sử dụng công thức để mình tính mình tính đây nha để mình tính được cái 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 số dư đầu kỳ này thì theo công thức chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMIFS để chúng ta tính thì đây mình sẽ đặt tên name range cho cái ô M1 và N1 đặt ở đây là từ ngày từ ship gạch ngày tại sao phải ship gạch là lúc nãy mình đặt cái combo book kia là từ ngày rồi đó ha thì mình để mình khác đi thì mình bấm là từ ngày mình ship gạch cho nó khác đi đến ngày rồi như vậy thì cái công thức ở đây nó sẽ bằng là gì sum fs của cái tổng thu trừ cho tổng chi từ thỏa mãn điều kiện là từ ngày này đến từ ngày này với cái loại tiền này như vậy thì um, công thức ở ở đây nếu mà chúng ta muốn làm công thức nó, nó dễ thì chúng ta phải đặt name range cho những cái cột trong data này đi ở đây mình sẽ bấm là bấm là loại phiếu chúng ta tô hết cột a chúng ta ghi là loại phiếu loại phiếu chấm enter ở đây là loại tiền ở đây là số phiếu thì chúng ta không cần cột này là cột ngày ngày, dạ yeah. và ở đây là cột là số tiền như vậy thì à, qua công thức này chúng ta sử dụng công thức sum if để chúng ta tính được là tổng thu trừ tổng chi trước cái ngày này thì nó ra là giữa đầu kỳ đúng không? thì công thức nó sẽ như sau bằng sum if s sum if s nha, tại vì mình sum có nhiều điều kiện mà đầu tiên chúng ta tính tiền thu trước thì cái đối số đầu tiên nó là, là sẽ là số tiền nó phải tiếp tục À, nó là tiền thu như vậy thì ở đây chúng ta ghi là loại phiếu Phải Và cái ô này à, Cái ô này thì chúng ta cũng đặt luôn đi Đặt là loại cách ra tiền à, Bên này mình ghi là Bên bên này là hồi nãy mình ghi là gì Bên này là loại tiền đúng không Thì bên này mình sẽ ghi là cách ra loại tiền cho nó khác Nó khác xíu đi ha Cái ô này bấm là loại tiền khác xíu đi Giờ ta sẽ làm lại này Bằng sum ifs Của cái gì À, của số tiền phải loại tiền phải và cái cột là loại nếu mà để loại tiền như thế này các bạn à, dễ nhầm lẫn thì mình nên khuyến khích sửa lại vào uh, nem For, formula chọn nem manager mình sửa lại cái loại tiền này à, mình thêm một cái dấu cách nữa là số quỹ sq để mình biết là cái ô này nó nằm, nằm cái trong cái số quỹ nó ok như vậy thì mình bị nhầm làm lại nha sum s của số tiền đây là cái cột tính tổng phải tiếp theo nó là loại phiếu loại phiếu phải loại phiếu này là phiếu thu chúng ta đang tính tổng tiền thu cho nên loại phiếu là phiếu thu yeah. rồi bây giờ mới tính loại tiền nè loại tiền phải loại tiền đó là tiền này thì chúng ta kích vào này nó cũng là ô loại tiền uh, ship gạch sq uh, á rồi bây giờ ở đây là loại phiếu rồi loại tiền bây giờ tới ngày ngày nè phải lớn hơn hoặc bằng uh, nhỏ hơn và từ ngày đó đóng ngọt bây giờ chúng ta enter thử xem uh, chúng ta thấy trước cái nghe này thì không có số dư rồi Chúng ta lấy cái công thức này chúng ta trừ đi. Các bạn nhìn trên cái cái thanh formula này cho nó dễ nhìn nha. Trừ đi cho sum ifs. Chúng ta copy cái này, chúng ta dán qua bên này. Thì hồi nãy đây là số tiền thu cái số tiền thu. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ ghi lại số tiền chi ở đây. Chi. Đó, bấm enter. Rồi, giả sử bây giờ chúng ta sửa data lại xíu đi. Ví dụ như um, à, chúng ta sửa lại ở đây thu là ngày 11 tháng 4 đi à, chúng ta kiểm tra qua bên này thử xem nha đây 200 000 ha à, thì các bạn thấy là ngày 11 tháng 4 chúng ta chỉ có thu 200 000 thôi chúng ta không có chi thì ở đây nó sẽ hiển thị là số dư điều kỳ là 200 000 giả sử như trong ngày 11 chúng ta có chi đi ví dụ như ở đây chúng ta chọn là nhiệm vụ chi à, ví dụ như ở đây ngày 11 tháng 4 chúng ta chi 100 000 ở đây thì chắc chắn qua cái cái chỗ mà dư này đầu kỳ nó sẽ còn 100 ngàn các bạn thấy không Đó, như vậy là công thức của chúng ta là chính xác rồi như vậy thì cái đây là công thức mình làm trong Excel nhưng mà bây giờ mình muốn cái sổ quỹ tiền mặt của mình nó không có công thức luôn như vậy thì mình sẽ copy cái công thức này mình đưa vào VBA chúng ta đưa vào VBA luôn Đó. như vậy thì à, trước khi mà nó lọc sổ quỹ thì nó sẽ tính cho mình được cái cái, cái số dư đầu kỳ như vậy thì mình đưa lên đây trước mình đưa là sheet số quỹ chấm ren của ren của ô nào của ô d 10 d 10 chấm và chạy bằng bằng cái công thức này đó mình dán ra hồi nãy mình cớp mình dán ha rồi các bạn nên sửa sửa một số chỗ như sau những cái chỗ nào mà nó có hai mình để trong dấu như kép này thì mình thêm một dấu như kép nữa bởi vì, vì trong VBA nó vi, định như thế tương tự ở đây hai dấu như kép tương tự ở đây hai dấu như kép tương tự ở đây hai dấu như kép rồi ok những ta xóa thôi nha xóa đây thì ta bấm lọc thử đó thì các bạn thấy là gì nó ra công thức ở đây nhưng mà vẫn còn công thức cho nên ở đây chúng ta sẽ dán lại thành là value D10 nè Chấm value Sẽ bằng là value luôn Được chưa? Ok, chuẩn Bây giờ chúng ta bấm xem lại Lọc Thì các bạn kích chuột vô đây Thấy ở đây nó là một số con số 100 ngàn Chứ không có công thức nữa Như vậy thì cái form của chúng ta Chúng ta muốn là số bỏ hết công thức đi Cho nó chuyên nghiệp ha Rồi, như vậy thì chúng ta vừa làm xong là um, truy xuất ra được cái um, tri xuất ra được cái cái kết quả những cái nghiệp vụ từ ngày này đến ngày này của cái loại tiền này và chúng ta giải quyết được số dư đầu kỳ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình đó, là mình sẽ ghi có một cái cái số dư cuối kỳ ở đây nữa. Số dư cuối kỳ. Đó. Mà cái số dư cuối kỳ ở đây nó sẽ bằng là gì? Bằng cái số dư đầu kỳ nó cộng cho à không nó nó sẽ còn ở đây nữa này nó sẽ còn là tổng cộng nữa này tổng cộng chúng nó nó sẽ sum là từ đây sum từ đây đó và ở đây nó sẽ bằng là sum từ đây được chưa đó. rồi ở đây nó sẽ ghi lại số dư cuối kỳ số dư cuối kỳ thì nó sẽ nói ha ô này lại nói ô lại và nó sẽ bằng lại gì bằng cái ô này cộng ô này trừ cho ô này đó, cái đây mới là mới là nhiệm vụ mà um, chúng ta vất vả đây ha là chúng ta sẽ từng từng bước đi làm cái chỗ này nha rồi chúng ta sẽ viết tiếp cái phần footer này à, đó là chúng ta sẽ viết hai cái dòng này tuy nhiên cái hai hai dòng này nó không cố định mà nó sẽ um, nằm vị trí nào tùy thuộc vào cái lượng À, cái lượng dữ liệu mà chúng ta có đây chúng ta lọc ra đây ví dụ như nó bốn dòng thì nó nằm đây nhưng mà nếu mà sáu dòng thì nó sẽ nằm ở dưới này rồi đó cho nên bây giờ chúng ta sẽ viết một cái súp à, bây giờ mình sẽ viết một cái súp riêng chúng ta viết một súp gọi là footer đi Ha à, footer à, chúng ta ghi chữ tổng cộng ở đây ví dụ ô một ghi chữ tổng cộng tổng cộng à, chúng ta cần tìm phải tìm cái dòng cuối. Sau khi chúng ta lọc ra rồi chúng ta phải tìm dòng cuối của cái dữ liệu của chúng ta để chúng ta biết được vị trí nào để chúng ta đặt cái nút tổng cộng, cái chữ tổng cộng ở đây. Chúng ta đi một cái biến là LRS long Là gì? Dòng cuối. Được Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm dòng cuối. Tương tự tìm dòng cuối thì chúng ta copy cái ở trên này lên cái ở trên này xuống không 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 cần thiết phải phải đánh lại ở đây không phải là ở đây chúng ta là người witch sit à, sổ quỷ yeah. and with à, bây giờ chúng ta có dòng cuối rồi như vậy thì cái dòng cuối cộng một nó là sẽ là chữ tổng cộng tại OC như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là chấm ren của C và LR cộng một à, chấm value sẽ bằng cái ô tổng cộng này lý do là trong VBA chúng ta không viết được cái chữ tổng cộng có dấu cho nên chúng ta phải nhờ cái mượn cái chữ tổng cộng ở ngoài này bằng ren của ô 1 chấm ren của ô 1 chấm value được chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tổng cộng ở đây ở đây thì nó sẽ là gì chấm ren của d và lr cộng 1 sẽ bằng bằng gì à, thì theo công thức bình thường là chúng ta sẽ bấm bằng sum này đúng không chúng ta sẽ bấm bằng sum như này của từ ô 11 ô 11 là chắc chắn là đã cố định rồi đúng không đó đóng ngoặc như này đó. chỉ chỉ có ô d 14 là thay đổi À, cho nên là cái D14 nên chúng ta thay bằng chữ LR Như vậy thì chúng ta sẽ copy cái công thức này vào Đúng không? Chúng ta mở ngọt kép ra bằng Đó như vậy nhưng mà chỗ D14 này chúng ta sẽ thay bằng chữ LR chứ không phải là 14 nữa Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ xóa 14 này đây Rồi chúng ta xóa giống ngạc lại Và chúng ta để chữ D này, đóng đóng kép lại Chúng ta và cho LR Được chưa? Và chúng ta và tiếp cho cái dấu, cái dấu đóng ngoặc Theo nguyên tắc của, của VBA là cái nào là chuỗi Thì chúng ta đưa vô dấu ngoặc kép Còn cái nào là cái biến thì chúng ta không đưa dấu ngoặc kép đó, bây giờ chúng ta bấm play thử xem sao ha chúng ta xóa hết đi xóa, xóa, hết cái này đi à, chúng ta bấm play thử xem sao bấm play nè à tại sao nó tổng cộng nó nằm ở đây phải nằm đây mới đúng chứ cái lr chỗ này nó bị sai chỗ nào rồi à, à chỗ đây chỗ đây không có con một nha các bạn lr ở đây không có con một ở dưới đây mình có cộng một trên này không có chúng ta chạy lại rồi xem chấm bấm play rồi các bạn thấy là ra đúng rồi đúng không tới D11 tới D14 tương tự với OE15 tương tự chấm E E của LR 1 sẽ bằng là ở đây nó không phải cục D mà là nó là cục E, cột E. Rồi, sau khi chúng ta tổng xong rồi á thì chúng ta sẽ dán nó lại thành value để nó không có chứa công thức như này, xấu đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ bấm là range của của gì? Của D và lr và hai chấm e Đó, các bạn ghi y, y, như mình giống như mình vậy nè và lr chấm value tương tự bằng chính nó chấm value ở đây là cách biểu diễn một cái ô mà nó là cái, số dòng nó là cái biến thì chúng ta sẽ ghi như thế này chúng ta bấm play thử xem thâm bài. thì bạn thấy ở đây um, ủa, vẫn chưa, vẫn chưa chuẩn chưa bằng value. Đi do tại sao? D LR 1 à, cho đây là cộng 1. Chúng ta bị thiếu rồi. Cộng 1. Đây là cộng 1. đây là cộng 1. Như vậy là đúng ha. Cách ra. Rồi, ok chúng ta bấm play để xem bấm lại, ừ. bị nhầm chỗ nào, mình copy mình dán cho nó nó, nó chính xác copy dán, à bấm lại là thử được chưa? rồi ok như vậy thì các bạn thấy là ở đây nó nó là số rồi. Vậy tiếp tục chúng ta um, sẽ có một cái chữ là số dư cuối kỳ ở đây, cuối kỳ ở đây nha. Yeah chúng ta ghi chú lại nha, cái này là chúng ta ghi chú là chữ tổng cộng ở đây là xâm cột thu, ở đây là xâm cột chi và ở dây đây là chuyển thành thành value đó Được chưa? rồi tiếp tục chúng ta sang cái hàng tiếp theo là cái hàng này, cái hàng này cái chỗ này nó sẽ là số dư cuối kỳ đúng không thì chúng ta tương tự chúng ta copy cái này xuống đây copy xuống dán xuống ở đây nó không phải là lr cộng một nữa mà thêm một dòng nữa là lr cộng 2 đúng không sẽ bằng ô cái cục cái, cái ô, ô 2 rồi bấm play thử xem play được chưa chính xác khi đó cái này nó sẽ trộn ô lại có nghĩa ô này với ô này nó sẽ trộn ô lại như vậy thì chúng ta sẽ có một cái lệnh trùng ô đó là rang của tương tự này, rang của cái này. Chúng ta copy cái này xuống. Copy xuống. Thì ở đây nó là cộng 2. Cộng 2, có nghĩa là các bạn hình dung là nó sẽ là từ OD này cho tới OE nó sẽ trộn ô lại. Sau đó nó mới tính sum, nó mới tính công thức, nha Thì cái lệnh trùng ô ở đây nó sẽ là m e r g e là chúng ta thử rồi chúng ta bấm play thì sao play này đó, thì các bạn thấy ô này trộn này bây giờ mình bỏ trộn đi ha không trộn nữa giờ mình bấm lại thử bấm play đó thì các bạn thấy trộn không ok như vậy là chuẩn rồi bây giờ mình tính sum cho cái ô này bằng sum à, không phải sum mà bằng ô này nè chúng ta cộng cho cái ô tổng này chúng ta trừ cho cái ô ô chi này đó như vậy thì chị chúng ta sẽ chúng ta sẽ copy cái ô cái, cái ô này cái này là dòng dòng số dư dòng số dư cuối kỳ chúng ta đây là trộn ô rồi như vậy thì bây giờ cái ô này là sẽ là sum như vậy là ô đây là ô d của 16 như vậy là ô này này copy xuống d 16 d 16 cũng như lr cộng hai đó sẽ bằng là gì bằng cái công thức sum lúc nãy của chúng ta Chúng ta chọn sum ở đây Chúng ta copy này Cái nghiệp ô này Ô này Ô này Đó à, Dán ra nhưng mà các bạn thấy thấy trong cái công thức này chỉ có D D10 là cố định thôi còn cái D D15 này, cái 15 này nó sẽ là tương tự với cái là LR cộng 2 đúng không D15 này à, D15 là LR cộng 1 chứ không phải là cộng 2 là cái ô này này đây là dòng cuối cái này là là dòng cuối cộng 1 Tương tự cái này cũng là dòng cuối cộng 1. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay bằng cái dòng cuối cộng 1 LR cộng 1. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đóng hoặc chúng ta và cái số 15 này chúng ta thay thế cho LR cộng 1. Được chưa? Và chúng ta và tiếp cho cái cụm này, cụm trừ E này, đúng không? Dấu như kép, dấu như kép. Sau đó chúng ta và cho tương tự cái 15 này chúng ta thay cho LR cộng 1. Được chưa? Đó, chúng ta phải làm theo cái cách đó rồi nó bị chỗ nào màu đỏ rồi là có nghĩa là chúng ta bị sai rồi ha chúng ta kiểm tra lại à chỗ này không phải không phải dấu sao mà là dấu và sai rồi và vẫn còn vẫn còn màu đỏ kiểm tra tiếp à chỗ đây không có dấu dấu kép đúng không không dấu kép rồi xong chúng ta kiểm tra lại thử xem nha chúng ta xóa cái này đi số ô này đi chúng ta sẽ bấm play thử bấm play bấm như đây đó các bạn thấy là d 10 cộng D15 là ô này. Rồi. Trừ cho trừ cho E15 là ô này là chính xác đúng không? Đó. Rồi sau khi chúng ta tính toán xong rồi, à cái này vẫn là công thức chúng ta sẽ chuyển thành value bằng cách là chúng ta là gì? Chọn cái này. Chúng ta công thức sum. Rồi, xuống như này chúng ta sẽ chọn là value bằng value chuyển thành value. Được yeah. chưa? À, ok bây giờ chúng tôi bấm lại thử coi bấm này play này kiểm tra này đó các bạn thấy value hết nó đúng không rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta tính toán xong rồi á thì chúng ta cần phải kẻ ô chân này kẻ cho ô chân này nữa đúng không như vậy thì chúng ta cũng bôi đen từ trên xuống dưới nha này chúng ta bấm control dấu mũi tên xuống rồi sau đó chúng ta kéo lên ô nào mà có cái chữ tổng cộng ở đây thì mình sẽ Vẽ, vẽ đường và mình tô đậm cho như nó. Như vậy thì chúng ta vào conditional formatting chọn manage rule, chúng ta tạo tiếp một cái rule nha. Yeah. If à, không có if mà bằng à, thay vì à, chúng ta bấm với ô này thì chúng ta sẽ chọn ô này cái này mà bằng chữ tổng cộng. Đó Tổng cộng nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta bằng ô này luôn. Đó. ở đây cái mình không có cố định ô 11 mình bỏ cái không có định dòng 11 mình bỏ đô la ở đây đi nếu cái này bằng ô tổng cộng thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ vào là phong là cho tô đậm này tô đậm này và border chúng ta sẽ kẻ đường với nó ở đây chúng ta chọn cái này và chúng ta chọn màu đen luôn bấm vô đây giờ bấm ok ok apply đó các bạn thấy không tô đậm này tiếp tục một cái điều kiện nữa là số dư cuối kỳ cũng tô đậm luôn số dư cuối kỳ thì cũng tôi đậm luôn thì bây giờ mình bằng là gì ở đây cho chúng ta cho o luôn o ở đây luôn hoặc là c 11 cái này bằng ô này luôn thì nó sẽ tô đậm cho mình luôn à, uh, o à không cái này không phải cái cách viết của excel nó sẽ là hàm o trước chứ không phải là giống như vba vba là o nằm giữa mà excel nó nằm ở trước đó bằng O2 ok apply được chưa chúng ta muốn cái cái năm năm ngàn này nó nằm trên giữa chứ không phải là nằm nằm bên như này như này là khó đúng không cho nó nằm trên giữa đi thì chúng ta sẽ sử dụng một code như nào chúng ta sẽ, sẽ chuyển sang code VBA để chúng ta canh giữa cái ô này cho nó đẹp nha mình phải làm nắng nót như vậy thì phần mềm của chúng ta thì nó mới chuyên nghiệp được chúng ta mở VBA lên chúng ta canh giữa cho nó như vậy thì cái ô này canh giữa chúng ta copy cái này xuống chúng ta chấm là gì chấm ho ri zon t a a l g n m e n t là các bạn ghi giống như vậy bằng XL center à, cái chỗ này là bị bị gì này h o R I Z O T A thiếu chữ L rồi. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta bấm play thì xem. Play. Đó các bạn thấy nó canh giữa chưa? Đúng không? Rồi ok, chuẩn. Nhưng mà có cái nữa là khi các bạn trộn ô như này, khi mà mình chọn lại loại tiền khác á thì cái ô này nó không được trộn nữa. Cho nên trước khi mà chúng ta bấm lọc thì chúng ta phải bỏ trộn hết từ từ cái ô 10 cho tới ô 5000 đi. À, để khi có chúng ta chạy không bị lỗi giả sử như ở đây mình chọn là bidv này chúng ta bấm lọc này thì cái ô cái ô dưới này nó vẫn còn bị trộn mà thấy không đó cho nên nó sai cho nên là bây giờ mình à, trước khi mà bấm lọc này nè chúng ta sẽ sửa lại code trước khi bấm lọc thì chúng ta sẽ cho là à, sheet tương tự mình copy cái này xuống đi ha copy của OD từ D10 cho tới um, cho tới E E của năm ngàn năm một hai ba rồi chấm Mơ bằng bằng force đó này cho chúng ta bấm lọc thử xem mình sẽ đưa cái cái này chứ mình sẽ đưa cái footer này lên cái phần cuối của cái phần của cái cái, cái sub lọc này nghĩa là sau khi lọc xong nó sẽ thực hiện cái 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 nhiệm vụ là tạo cái footer này bây giờ chúng ta thả xuống đây chúng ta ghi chú ba là bước cuối cùng là tạo footer đó rồi bây giờ chúng ta chạy xem nha chọn bidv bấm chạy đó quá chuẩn ồ cái này nó chưa có chưa có tô màu chưa có tô ta ha à. nhưng mình thử lại coi thử cái uh, tiên mạch coi bấm lọc à chỉ có cái đoạn này thì nó sẽ không nó nó không có tô à lý do là tại sao lý do là do mình trộn ô này cho nên nó hiểu là chỉ một ô này thôi à, như vậy thì bây giờ chúng ta không có dùng cái chiêu trộn ô nữa mà bây giờ chúng ta sửa lại một xíu code ở đây nha các bạn chúng ta sẽ sửa lại xíu code ở đây ở đây chúng ta sẽ không có trộn ô chúng ta bỏ cái lệnh trộn ô này đi à, các bạn biết á, là trong Excel nó có một cái lệnh là gì hồi nãy mình có phân tích đó, ví dụ như mình bấm là một cái chữ như này đúng không mình muốn mà cái nó nằm giữa cái này á thì các bạn sẽ bấm cần trên còn trên gì? Còn trên file uh, chuột phục Cell Và chúng ta sẽ chọn là alignment này Cái mục đây các bạn chọn là center cross này nó sẽ xanh đúng không? Thì nó cũng sẽ Nó cũng sẽ gì? Nó cũng sẽ nằm giữa cho chúng ta Như vậy thì ở đây chúng ta không cần phải trộn ô Chúng ta bỏ đi, bỏ trộn ô đi Thì nằm ở đầu tiên Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Cái cái phương pháp tương tự lúc nãy mình nói đó Chọn này mà Đó Được chưa? như vậy thì cái việc mà viền như này thì nó sẽ không bị bị mất như vậy thì chúng ta sẽ sửa có là ở đây ở đây ở đây cái trộm ô này trộn ô nên bỏ rồi đúng không đặt chân nháy ở đây nên mình bỏ thì ở đây mình sẽ cho là nó làm cái đây xl center across selection đó mình cho như này được chưa như vậy thì nếu mình cho như này thì trên đây mình không cần phải bỏ trồng ô đi mình mở xóa xó cái cái lệnh này đi rồi bây giờ mình thử đó, mình chạy cái này này thử này à, bây giờ mình ăn lại ha thử nha bấm play à cái chỗ này à, mình ghi chữ gì nó bị sai sao ta bị lỗi chỗ này lỗi chỗ này là bị gì chắc là cái chữ này mình ghi sai để mình coi thôi nha à chỗ này mình dư chữ hai chữ n đúng không bỏ chữ n này đi rồi bấm chạy lại play d 2 vẫn chưa được ha À không cái chỗ đây là mình phải select trước Cái chỗ đây là mình phải select trước Rồi mình mới chọn được cái chức năng đó Select Rồi ở đây mình mình mới ghi là Selection Chấm Này đó, Các bạn để ý ha Rồi bấm lại rồi Lại nè Vẫn chưa được ta À, à Mình nhầm Chỗ này là phải hai ô mới đúng Đúng không là là cái lệnh này nè cái này nè này, Copy cái này nè Xuống đây Như này Chọn Select đúng không từ, từ D mới E Thì mình mới canh giữa được chứ đúng không Kích vô đây bấm Play like. Rồi Ok hoàn toàn hợp lý Được chưa Rồi chúng ta bấm lọc lại xem sao Cái chỗ này nó vẫn chưa có Có tô được đúng không Như vậy thì bây giờ À lúc nãy mình thiếu rồi Risk Worksheet này mình sẽ làm lại cái cái này làm lại cái này bây giờ mình sẽ tô từ từ này từ a này control xuống rồi mình làm lại cái đó thôi nha vào conditional for martin Manaju. new zoo chọn use formula ở đây mình sẽ bấm bằng cái này ô này bằng tổng cộng ô này bằng ô một À, bỏ cái bỏ cái đô la ở đây đi bằng o 1 rồi đặt hàm o trước và ô này sẽ bằng số dư cuối kỳ chúng ta sẽ bỏ cái dấu đây đóng ngọt rồi chúng ta xét cho nó là tô tô đường và ở đây là đậm ấm ok ok apply số dư cuối kỳ đây coi bằng o o hai không phải cái đây là c 11 chứ không phải là c 16 mình nhầm ở đây Để đây ok apply rồi ok chuẩn như vậy thì nó đã tô hết rồi đúng không rồi bấm lọc nè à chỗ này tại sao nó không có tô này đây coi chỉ còn một dòng mà chưa tối bây giờ mình chọn là vn à, v... bidv bấm rồi chọn tiền mặt tiền mặt bấm lọc à à hồi nãy là mình chọn cái này là hồi nãy mình chọn ở chỗ đây mình chọn này là thì bây giờ mình phải trả lại nó là left bây giờ mình mình đã chọn là canh giữa này thì chưa sang cái cái chỗ đầu tiên nên mình phải chọn là mình phải cho nó là đây đây mình cho cái này mình phải cho nó là gì chấm ho mình copy cái chữ này lên nha bằng left bằng là gì? Mình mình trả nó về right lại, có nghĩa là căn phải lại XL right. Đó. Ở đây là copy cái này xuống. Rồi, dán qua đây. Mình không có LR ở đây nữa. Từ cục D D10 11 cho tới E 5000 rồi, ok. chúng ta bấm play thì xem sao nha, chúng ta lọc nè. Lọc nè. Đó các bạn thấy nó trở về bình thường đúng không? Giờ chọn là PI bidv này, bấm lọc nè. Đó. này chưa? đây chọn là gì? Tiền mặt, bấm lọc. Thấy chưa? Ủa chỗ này nó vẫn nó nó vẫn chưa chưa kể, cái này để mình kiểm tra. Để, để để mình mình rảnh mình kiểm tra nha. Các bạn cũng rảnh các bạn kiểm tra cho đây thử xem xe nha tại chỗ này. <laughs> tại sao chỗ này nó không có bị nó không được tô đường này. Đó. Nếu các bạn rảnh xem, xem 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 thử. Rồi cái đó là mình đã vừa tạo ra được cái sổ quỹ tiền mặt rồi nhưng mà còn vấn đề nữa là nhiều vấn đề lắm. Nhưng khi mình viết ra ứng dụng mình mình dùng được thì nhiều vấn đề lắm. Bây giờ giả sử như mà một cái mình tìm một cái loại tiền mặt hoặc là nó không ra kết quả thì như thế nào bấm vô đây mình chọn cái không kết quả đây là không có kết quả thì nó sẽ là số dư đầu kỳ nó, nó không có nội dung tổng cộng số dư đầu kỳ nó bị mất rồi các bạn thấy là khi mà mình bấm mà không có cái nào không có cái nào thì số dư đầu kỳ nó bị mất rồi như vậy thì chúng ta điều chỉnh để khi mà không có số dư đầu kỳ đó, thì nó sẽ không ra kết quả gì hết chứ nó không bị bị mất giống như này nha à, số dư đầu kỳ nè như vậy thì ở đây trong cái công thức mà tính LR ở đây nếu này nếu LR if LR mà bằng gì nếu mà LR nó nó bằng à, bằng, 9, bằng bằng chín bằng, bằng có, có nghĩa là có nghĩa là LR nó nó không có gì hết dưới đây không có nội dung vậy sử dưới đây không có nội dung thì khi mà tính là LR ở đây nó LR nó đây nó bằng chín thì mình sẽ không có không có cái cái không có chạy cái lệnh tại footer để ở đây ở cái lệnh footer chứ đúng không footer này chúng ta tính lr nhưng mà nếu if lr mà bằng 9 hay gọi là nhỏ hơn 10 đi thì then exit sub thì chúng ta không chạy gì hết then exit up là không chạy gì hết đó ví dụ như ở đây mình chọn là tiền mặt bấm play chạy này nhỏ hơn à đây nhỏ hơn mưa nhỏ hơn chín nhỏ hơn mười chứ mình ghi là nhỏ hơn hai mươi rồi sai đúng không bấm like rồi bây giờ giả sử như mà nó việc băng không có thì nó không có gì hết đúng không rồi nhưng mà bây giờ để mà nó hay hơn nữa thì ví dụ như mà không có dữ liệu thì chúng ta sẽ hiện lên một cái cái message book đây đen Rồi đây anh if là gì? Là không có dữ liệu Trong khoảng thời gian này Đó Rồi Nó hiện ra một cái thông báo là VB Information Rồi nó exit sub luôn Thấy chưa? Ví dụ như ở đây mình mình chọn lại việc công băng này bấm lọc này, tức là không có dữ liệu trong khoảng thời gian này. bây chưa? Còn mình bấm lại tiền mặt, bấm lọc, ha à, thì tự động ra. Và dạ, còn cái chỗ này các bạn à, tự tìm hiểu thử, thử thử xem nha. một xíu nữa mình ngồi mình rảnh mình cũng phải tìm hiểu chỗ này thử tại sao chỗ này nó nó không có kẻ ô. À, rồi sau khi làm xong thì sau khi làm xong thì mình sẽ ẩn cái này đi, đúng không? ẩn từ cục gờ đi. phải vô hai. ví dụ mình, mình muốn in cái bản này ra thì mình sẽ vào à, uh, Play layout mình chỉnh size Ở đây in khoảng a 5 thôi chọn a 5 Và chọn là landscape đó Và mình vào file print để mình xem Và mình bấm vào cái show margin ở đây Mình kéo ra Mình căng lời cho nó Ok đúng không Muốn in in ra thôi bây giờ mình chỉnh lại cái này Chỉnh cái nút lọc này Hoặc là thậm chí mình không có nút lọc luôn Nghĩa là thậm chí là bây giờ nếu mà thay đổi ở đây mình làm sự kiện trên tức là khi mà người dùng mà thay đổi ở đây thì tự động nó sẽ tính cho mình luôn chứ không cần phải bấm nút lọc nữa thì trong đây mình sẽ làm sự kiện change ở đây sự kiện trên ở đây mình chọn là worksheet ở đây là mình chọn là change và chúng ta sẽ viết cái code như sau if not intercept mở ngoặc target phải ren nếu mà tác động vô ob 4 hai chấm à, đóng ngoặc is đóng ngoặc một lần nữa is not in then and if thì nó sẽ làm cái gì nếu mà chúng ta thao tác vô cái tác động vô ob 4 thì nó sẽ ghi là gì lọc lọc số quỹ đúng không rồi chúng ta thử coi chọn đây mình chọn BNV đó quá hay luôn chọn việc công băng là không có dữ liệu ở đây chọn là gì tiền mặt ok quá quá tuyệt vời tương tự ở đây khi mình chọn ngày mình bấm ok á thì tự động nó sẽ lọc cho mình luôn chọn từ ngày đến ngày sẽ tự động lọc cho mình luôn như vậy thì trong cái cái trong cái vpa trong ok này này thì sau khi mà mình à, sau khi mà mình đưa ngày tháng ra mình bấm mình mình ghi là lọc sổ ở đây luôn à, hiểu yeah. chưa? rồi bây giờ giả sử như ở đây mình bấm vào đây chọn từ ngày um, chúng ta chọn từ ngày 8 tháng 4 đi bấm ok 8 tháng 4 đến 8 tháng 4 không có mình chọn là 8 tháng 4 cho đến uh, 8 tháng 8 tháng 4 cho đến uh, 12 tháng 4 bấm ok Ủa 8 tháng 4 gì tính 8 tháng 4 mà ở đây sao nhầm rồi Ở đây mình mình coi thử Đây là gì nè Kích vào đây Chọn là gì Ngày từ ngày 8 tháng 4 Tới 12 tháng 4 bấm OK À như vậy thì ở trong này Cái 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 code OK này mình bị sai rồi này M1, N1 từ năm À cái này là đến đến năm chứ Đến năm Đến tháng, đến ngày hồi nãy là mình bị sai vô đây đúng không đôi lúc mình làm mình bị tạo hỏi các bạn sai đó. rồi bấm vô lại coi bấm vô đây chọn từ ngày ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 bấm ok đó các bạn thấy không từng ngày 8 thì sẽ có thêm hai dòng ngày 11 nữa đó để chúng ta kiểm tra xem ha đây là 5 5 triệu 6 cái đây là 600 5 triệu 6 trừ 600 còn 5 triệu số dư đầu kỳ là là không nói ô, nói ô chỗ này lại là như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cái file quản lý tài chính nhập liệu thu chi và sau đó chúng ta sẽ in ra cái phiếu sổ quỹ tiền sổ quỹ tiền mặt hoặc là tiền gửi ngân hàng đó thì uh, hy vọng là qua bài đây các bạn có thể um, học được nhiều chiêu trong VBay nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment xuống bên dưới mình sẽ đầy giải đáp nha và hãy um, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau